Thưa quý vị, thưa các bạn, chùa Hoàng Phúc tọa lạc tại xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình là một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung, có lịch sử trên 700 năm. Nơi đây đã trở thành một địa điểm tâm linh quen thuộc hấp dẫn đối với du khách cả nước và bà con Phật tử trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp lễ hội di tích lịch sử chùa Hoàng Phúc năm 2017, mời quý vị và các bạn cùng xem lại phóng sự Hoàng Phúc Quốc Tử. Trong lời tựa tập sách Ô Châu Cần Lục của tiến sĩ Dương Văn An có viết về quê hương Lệ Thủy rằng: "Thấy vẻ đẹp của núi sông mới biết rằng địa linh nhân kiệt, xem sản vật tốt tươi mới rõ vật tốt người hay. Non nửa thiên niên kỷ đã trôi qua, đất nước quê hương trải qua bao biến động thăng trầm. Những giá trị cao đẹp và thiêng liêng mà tổ tiên và các bậc tiền nhân tạo lập và để lại cho xứ sở đã được nhân dân gìn giữ, bồi đắp và phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngày nay, mỗi du khách vãng lai chợt đến, chợt đi, hay mỗi người con xa xứ đều nhớ về một vùng quê gạo trắng nước trong. Một vùng quê chiêm trũng với điều hò khoan xa diết lắng mãi trong lòng người. Với ngày mùng 2 tháng 9 dậy sóng, lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiền Giang. Với một vị tướng lừng danh khắp năm châu bốn bể Võ Nguyên Giáp. Và một ngôi cổ tự có lịch sử hơn 750 năm, mang đậm dấu ấn Phật giáo trong lòng người dân Việt, chùa Hoàng Phúc." Lùi lại lịch sử hơn 750 năm về trước, nơi đây được gọi là Am Tri Kiến, là một ngôi chùa nhỏ được lập để thờ Phật và tu hành Phật Pháp. Đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của cộng đồng cư dân Đại Việt từ miền Bắc vào khai thác vùng đất mới và để cố kết cộng đồng bản địa. Vào năm 1301, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vì anh hùng dân tộc hai lần chiến thắng giặc Nguyên Mông, nhân chuyển vân du hóa đạo tại các địa phương trên đất Chiêm Thành đã cư ngụ và thuyết giảng Phật Pháp tại đây. Với vị trí ở gần trạm Bình Giang, thuộc bờ hữu sông Bình Giang, nay là sông Kiền Giang, nên chùa còn có tên gọi là chùa Tràm. Điều này được minh chứng bằng sự lưu truyền trong dân gian câu ca dao: "Tành trời chuông tràm ngân xa, ngân vào hồ xá, ngân qua chuông hồ." Đến năm 1609, chùa Tiên Nguyễn Hoàng cho xây dựng lại chùa trên nền đất cũ. Do chiến tranh loạn lạc thời Trịnh Nguyễn phân tranh, chùa rơi vào cảnh hoang tàn đổ nát. Đến năm 1716, chúa Nguyễn Phúc Chu cho trùng tu lại chùa và thân hành đến chùa ban Hoành Phi đề kính Thiên Tử, một Hoành Phi vô song phúc địa, nghĩa là đất phúc có 102. Đến năm Minh Mạng thứ hai, 1821, trong chuyến ngự giá Bắc Tuần, vua Minh Mạng có ghé thăm chùa Kính Thiên và cho đổi tên thành Hoàng Phúc Tự, và tên gọi này được giữ cho đến ngày nay. Ngoài ra, quốc tử Hoàng Phúc cũng được dân gian gọi là chùa Quan, nghĩa là chùa của nước do vương triều bảo hộ, có tăng quan coi giữ chùa. Mặc dù tên gọi có thay đổi qua mỗi thời kỳ, song với bề dày lịch sử và được các vị vua qua các triều đại phong kiến Việt Nam quan tâm bảo hộ, chùa Hoàng Phúc thực là ngôi chùa cổ danh tiếng nhất của tỉnh Quảng Bình và là nơi lưu giữ những giá trị về văn hóa truyền thống lịch sử của cư dân địa phương. Mỗi một ngôi chùa là một trung tâm văn hóa, một trung tâm tâm linh. Nhưng có những ngôi chùa được gọi là quốc tự bởi vì gắn với các bậc minh quân, những người lãnh đạo tạo nên những giá trị lịch sử hết sức có ý nghĩa trong đời sống Việt Nam. Thì ngôi chùa này có thể nói từ xưa đã là một quốc tự. Hoàng Phúc là ngôi chùa nói về Hoàng là rộng, Phúc là hạnh phúc an lạc của con người. Hoàng Phúc có nghĩa là phúc của con người được rộng khắp, phúc của muôn loài được rộng khắp. Trải qua thời gian vật đổi sao rời, chùa Hoàng Phúc đã trở thành hoang phế do chiến tranh tàn phá. Dù vậy, đến nay, chùa vẫn lưu giữ lại cổng tam quan, sân vườn chùa, nền móng bái đường, giếng chùa, một số tượng Phật và chuông đồng.
ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV Việt Nam, vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, là một doanh nhân giàu lòng từ bi hướng Phật. Cảm kích trước một di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo vô cùng giá trị, ông đã kêu gọi các cán bộ của hệ thống BIDV Việt Nam cùng một số doanh nghiệp cá nhân nhất tâm cúng đường để trùng tu, xây dựng lại di sản văn hóa lịch sử này. Tháng 11 năm 2014, công trình phục dựng tôn tạo khu di tích lịch sử Chùa Hoàng Phúc được khởi công xây dựng. Chùa Hoàng Phúc được trùng tu dựa trên nền đất cũ ở làng Thuần Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, cách sông Kiền Giang khoảng 400 mét về phía Tây Bắc. Công trình được phục dựng trên nền đất chùa cổ xưa, tôn tạo theo đúng không gian, bố cục và kiến trúc chùa thời Trần. Chùa ở trên thể đất cao ráo, bằng phẳng, có hào nước bọc hai bên tả hữu. Các hạng mục xây dựng gồm có tháp Phật, tam quan ngoại, tam quan nội, nhà tam bảo, nhà thờ tổ, nhà khách, tả hữu hành lang được bố trí kết hợp hài hòa trong không gian cổ kính, nhất là với những nguyên gốc của chùa như cổng tam quan, giếng cổ. Đặc biệt, công trình đã tái hiện bức họa nổi tiếng từ thế kỷ 14 Trúc Lâm Đại Sĩ Xuất Sơn bằng chất liệu gốm Bát Tràng, làng nghề gốm truyền thống với hơn 600 năm lịch sử. Bức họa mô tả cảnh vua Trần Anh Tông đón vua cha là Phật Hoàng Trần Nhân Tông từ hành cung Vũ Lâm, Ninh Bình xuống núi để rời lên non thiêng Yên Tử, tiếp tục tu hành. Công trình được hoàn thành vào cuối năm 2015. Trung tuần tháng 1 năm 2016, Đại lễ Khánh Hà Chùa Hoàng Phúc được long trọng tổ chức, thu hút đông đảo nhân dân và Phật tử gần xa nô nức đến dự. Đặc biệt, theo tâm nguyện của ông Trần Bắc Hà, trong lễ Khánh Hà này, Chùa Bảo tàng Xá Lợi Phật tại thành phố Yangon của Vương quốc Myanmar đã trao tặng xá lợi xương Đức Phật Tổ cho Chùa Hoàng Phúc. Theo thuyết pháp của Phật giáo, thì xá lợi là sự kết tinh kỳ diệu của sự thành đạt tâm linh, của sự kết tinh tột cùng của đạo hạnh từ bi và trí tuệ. Quan trọng nhất là chính là cái phần nghi lễ đón xá lợi Phật. Tại vì cái người Phật tử luôn luôn là cái mong ước trong đời mình hay một lần được xá lợi Phật. Và cũng cái may mắn cho đồng bào nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng như là huyện Lệ Thủy cũng như xã đây, thì trong cái ngày Khánh Hà đây là được thấy từng mắt chứng kiến được thầy xá lợi Phật, đó một trong những cái vinh dự mà không phải trong đời người ai cũng có được. Ngoài ra, đại lễ Khánh Hà chùa Hoàng Phúc có sự hiện diện của ngài Tép Vông, vua sư Vương quốc Campuchia, ngài Silan Anda, Đức tăng Thống Phật giáo Myanmar, trụ trì chùa Phật Tích tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Hòa thượng Thích Thiền Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư vị giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các vị lãnh đạo trung ương, địa phương cùng đông đảo tăng ni Phật tử trên khắp cả nước. Việc tổ chức Khánh Hà chùa Hoàng Phúc là để cho tăng ni Phật tử, nhân dân trong và ngoài nước có cơ hội được chiêm bái, thắp hương viếng chùa. Đồng thời, thường tôn lòng từ bi hướng thiện trong sinh hoạt cộng đồng trong nhân dân nói chung và của các Phật tử xa gần nói riêng. Cũng tại lễ Khánh Hà này, chùa Hoàng Phúc cũng vinh dự được đón nhận bằng di tích lịch sử cấp quốc gia. Việc làm khánh thành ngôi chùa hôm nay không chỉ là khánh thành một trung tâm tôn giáo, mà thực sự là khánh thành một trung tâm văn hóa, là việc làm thể hiện sự phát triển của đời sống, nhưng quan trọng hơn đó là việc muốn thông qua đạo để xây dựng đạo đức, để đoàn kết nhân tâm, để hướng con người tới cái thiện mà xây dựng một đất nước hòa bình, an lạc và trường tồn. Có thể nói, chùa Hoàng Phúc cũng như các chùa khác trên đất nước Việt Nam là di sản văn hóa tâm linh Phật giáo của Đại Việt, đã đồng hành cùng với cư dân trong quá trình mở cõi phương Nam thời Lý Trần, góp phần mở mang, giữ gìn bản sắc Đại Việt khi đến miền đất mới, để an cư lạc nghiệp cho đến ngày nay. Giờ đây, chùa Hoàng Phúc đã trở thành biểu tượng, dấu ấn đậm nét trong tuổi thơ, ký ức của bao thế hệ con em Lệ Thủy, nay dù họ có đi đâu, về đâu.
đối với là một người công dân, một người Phật tử thì phải có trách nhiệm để mà góp sức nhỏ của mình để mà tôn tạo rồi tu bổ cái di tích lịch sử văn hóa lâu đời này là trở thành một cái nơi không những thờ cúng mà để mà giáo dục cái truyền thống văn hóa của các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ hiện nay, để mà góp phần vào trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Ủy ban nhân huyện tập trung làm tốt công tác quảng bá, tuyên truyền về ngôi chùa Hoàng Phục, làm tốt công tác quản lý nhà nước về các hoạt động trong và ngoài ngôi chùa. Trước mắt, Ủy ban huyện sẽ tổ chức tốt lễ hội chùa Hoàng Phúc di tích lịch sử cấp quốc gia lần thứ nhất, làm sao để sinh hoạt tôn giáo về Phật giáo hòa quyện với các nét sinh hoạt văn hóa dân gian của vùng quê Lệ Thủy. Phục dựng trùng tu tôn tạo ngôi chùa được Phật Hoàng Trần Nhân Tông ngự lãm, được nhiều bậc vua chúa thăm viếng quan tâm đặc biệt, sẽ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, giữ gìn truyền thống bản sắc văn hóa quê hương của đông đảo Phật tử và nhân dân. Cùng với các điểm du lịch trên địa bàn huyện Lệ Thủy nói riêng, chùa Hoàng Phúc sẽ là điểm nhấn, vị trí quan trọng của hoạt động du lịch tâm linh, du lịch văn hóa tỉnh Quảng Bình nói chung.